chương một sau khi chết lập tức có thể biến đại lão một nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio trung châu càng quốc kinh thành trong một nhà khách sạn tân khoa trạng nguyên ngụy quân tỉnh lại từ trong mộng sau đó thân thể bắt đầu run run rất nhỏ không phải sợ hãi mà là kích động ngụy quân vốn tưởng rằng ngày hôm qua hắn trúng trạng nguyên ngồi ngựa dạo phố đã là đỉnh điểm trong cuộc đời của hắn rồi nhưng hôm nay hắn đã cải biến ý tưởng trạng nguyên tính cái rắm hắn lập tức chính là thiên đế hắn đã thức tỉnh ký ức túc thế hắn ngụy quân chính là một trong thiên đế mạnh nhất chư thiên vạn giới chuyển thế thiên đình do thiên đế thành lập trước khi chuyển thế phóng xạ chư thiên vạn giới dưới trướng cường giả vô số là một trong đại lão mạnh nhất vạn giới nhưng mà dù sao cũng là một trong những đã là thiên đế thì phải độc nhất vô nhị thiên đế có đại quyết tâm, đại nghị lực, đại thần thông, hắn biết thủ đoạn tu luyện thường quy không có khả năng để cho hắn vượt qua đại lão cùng tầng cấp với hắn, thêm vào một số nguyên nhân phức tạp, cuối cùng hắn lựa chọn lịch kiếp trùng tu. Luân hồi chuyển thế 10 vạn lần, lịch kiếp viên mãn, hắn sẽ có thể đột phá cảnh giới trước đó, tiến thêm một bước, trở thành chí cao vô thường thiên đế chân chính. Mà một kiếp này, đã là lần thứ 10 vạn ngụy quân chuyển thế. Bởi vì sắp công hành viên mãn, cho nên chuẩn bị ở sau mà thiên đế đã bố trí trước đó đã khởi động, để cho ngụy quân ở một kiếp này hiểu rõ tiền căn hậu quả. Đối với lần chuyển thế thứ 10 vạn, ngụy quân chỉ cần làm một việc là được. Sớm chết sớm siêu sinh. Đối với cái này, ngụy quân 10 phần hài lòng. Thiên đế đã tính toàn hết tất cả, hắn cũng lo lắng đại lão cùng tầng cấp với hắn sẽ tra được dấu vết chuyển thế hắn để lại, ở một kiếp cuối cùng này của hắn bày ra phá hoại, để cho hắn thất bại trong gan tất cho nên lần chuyển thế thứ 10 vạn của thiên đế bản thân là dùng để mê hoặc kẻ địch. Chuyện nên làm, công tác nên chuẩn bị, 9 vạn 9999 lần chuyển thế trước đó đều đã làm xong. Lần chuyển thế thứ 10 vạn cần làm cũng chỉ có một việc, chết ở trong tay người khác. Mượn dùng tay kẻ địch, trợ giúp bản thân thành đạo. Ngụy quân lai phát cho thiên đế, quả nhiên lan gia bản, lip lớp diêu 3B. Sống mới khó. Muốn tìm chết còn không phải dễ dàng sao? Tuy dựa theo bố trí là không thể tự sát, nhưng thế giới này cao thủ vô số, chiến tranh thường xuyên, Ngụy Quân muốn chết, Thiên Vương lão tử cũng không ngăn được hắn. Chết có thể biến thành Thiên Đế vô địch vạn giới, hơn nữa thật ra cũng sẽ không biến thành người khác, bởi vì chân linh của hắn vẫn là chân linh Thiên Đế, Ngụy Quân chính là Thiên Đế, Thiên Đế chính là Ngụy Quân, cho nên Ngụy Quân đối với tử vong không hề e ngại, ngược lại tràn ngập chờ mong ngụy quân bắt đầu tập trung suy nghĩ mình phải làm thế nào mới có thể chết một cách nhanh chóng nhưng suy nghĩ một hồi ngụy quân lại gác sang một bên bởi vì phương pháp để chết là rất nhiều cái này nếu còn cần đặc biệt dụng tâm suy xét ngụy quân cảm thấy đang vũ nhục chỉ số thông minh của bản thân tùy cơ ứng biến là được hắn ít nhất có một trăm loại biện pháp để chết khác nhau kết quả khác biệt chỉ là sống thêm ở thế giới này một ngày hay là hai ngày mà thôi Tuy đại bộ phận ký ức của Thiên Đế còn ở trạng thái phong tồn, Ngụy Quân chỉ hồi tưởng ký ức kiếp trước cùng tiền căn hậu quả Thiên Đế luân hồi chuyển thế, dù sao một kiếp này của Ngụy Quân là cần chết, không cần thiết lợi dụng ký ức trước đây để mạnh lên, nhưng tâm tính của Ngụy Quân vẫn thu được tăng lên thật lớn so với trước đây. Đã trải qua 10 vạn lần luân hồi, không quan tâm nhất chính là thời gian trôi qua. Kiến thức thêm phong cảnh thế giới này rồi khẳng khái chịu chết cũng kịp mà. Ngụy Quân vừa nghĩ như vậy, cửa phòng đã bị gõ vang ngụy huynh ngụy huynh ngụy huynh đến đây ngụy quân lên tiếng đứng dậy sửa sang lại quần áo bản thân một chút sau đó mở ra cửa phòng đập vào mắt của hắn là hai bạn tốt cùng trường từ đức cùng thái kỳ lâm ba người bọn họ đều là đệ tử quốc tử giám quan hệ rất tốt mà từ đức cùng thái kỳ lâm cũng đều trúng tiến sĩ ở khoa cử lần này nhưng xếp hạng tự nhiên không tốt như ngụy quân hai người bọn họ chỉ là nhị giác dù vậy cũng là chuyện đáng giá rạng rỡ tổ tông cái này nếu đặt ở kiếp trước của hắn ba người cơ bản đều là thiên chi kiêu tử tốt nghiệp thanh bắc lại thi đậu nhân viên công vụ cho nên ba người đều thực hưng phấn mà lúc này hai người tìm đến ngụy quân cũng là vì chúc mừng ngụy huynh đi thôi đi diệu âm phường ta đã mong đợi nhiều năm rồi thái kỳ lâm nháy nhó với ngụy quân Ngụy Quân biết Thái Kỳ Lâm vì sao lại có loại phản ứng này. Tân khoa tiến sĩ sau khi trúng cử, án theo lệ thường là có thời gian hai ngày để phóng đảng, người có thể tận tình đi ăn chơi, cái này cũng là phúc lợi cho tân khoa tiến sĩ. Dù sao sau khi tiến sĩ thụ quan, là sẽ ổn trọng làm việc, hai ngày này cũng là thưởng cho ngươi trước đây vất vả học tập, chỉ cần không gây ra chuyện quá lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng tiền đồ. Mà Diệu Âm Phường là nơi nghe tiểu khúc có tiếng nhất đại càng, đương nhiên, đây là cách nói văn nhã chút, chức năng chân chính của diệu âm phường cũng không cần giải thích quá nhiều. Nhưng lời đồn sau lưng diệu âm phường có gốc bự, cho nên tình hình chung cũng không có người dám cưỡng ép cô nương diệu âm phường, ở đại bộ phận tình huống, các cô nương diệu âm phường đều là bán nghệ không bán thân. Hơn nữa đại đa số cô nương diệu âm phường đều tài nghệ song tuyệt, đương nhiên, cô nương này cũng thành nữ thần trong cảm nhận của rất nhiều người. Cái lộ số này Ngụy Quân không thể rõ hơn hắn đối với cái này thật ra không có bao nhiêu chờ mong kiếp trước của hắn là lưu lạc tới một vị diện đô thị loại lộ số này hắn gặp rất nhiều cũng trải qua rất nhiều vừa vào hồng trần sâu như biển nào có cái gì bán nghệ không bán thân chân chính nhưng đây là hắn đã sớm hẹn cùng từ đức cùng thái kỳ lâm cho nên ngụy quân cũng không có làm cho hai người mất hứng trái phải cũng chỉ là đi chơi một chuyến mà thôi nói không chừng sẽ gặp phải cái gì trẻ hư ăn chơi đùa dẫn, nữ thần con nhà lành, sau đó hắn động thân mà ra, cuối cùng bị tùy tùng trẻ hư ăn chơi xử lý. Nếu như vậy, không thể may mắn hơn. Căn cứ vào suy nghĩ này, Ngụy Quân rất sẵn khoái đi diệu âm phường cùng Từ Đức và Thái Kỳ Lâm. Ngụy Huynh, ngươi nếu hiện thân diệu âm phường, nói không chừng có thể bị cô nương nào đó coi trọng, trở thành nhập mạc chi tân, ý chỉ người có quan hệ thân cận, đó. Từ Đức hâm mộ nói hắn biết hắn cùng Thái Kỳ Lâm khẳng định là không có hy vọng quá lớn, dù sao cô nương diệu âm phường vẫn là mắt cao hơn đỉnh đầu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2 Sau khi chết lập tức có thể biến đại lão, 2. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhưng mà trạng nguyên luôn luôn được xưng là sao văn khúc chuyển thế, Ngụy quân là tân khoa trạng nguyên. Trước đây là đệ tử nghèo cùng cấp bậc với hai người bọn họ, nhưng sau này là sẽ không giống cho dù là cô nương diệu âm phường cũng sẽ có ánh mắt khác đối với ngụy quân nhưng ngụy quân chỉ cười nhạt sau đó nói có thể sẽ không vì sao lại không ngụy huynh ngươi là tân khoa trạng nguyên các cô nương diệu âm phường có mắt cao hơn đỉnh đầu cũng sẽ không khinh thường ngươi từ đức cổ vũ ngụy quân gật đầu đây là đương nhiên nhưng ta không phải người tùy tiện như vậy trẫm lập tức chính là thiên đế ánh mắt đã không giống. Ngụy quân rất nhanh tiến vào trạng thái. Ngụy quân không có phát hiện, ở thời điểm hắn nói chuyện phím cùng từ Đức và Thái Kỳ Lâm, thật ra vẫn có người đang quan sát bọn họ. Diệu âm phường. Ở nơi cách bọn họ ít nhất chừng một nén hương nữa. Ở trên một tầng lầu cao nhất, một cẩm y công tử chay mày nhướng lên, thản nhiên nói. Ngạo khí thật lớn. Đối diện cẩm y công tử đúng là mộng cô nương danh tiếng nổi nhất diệu âm phường mộng cô nương cười cười chăm rượu cho cẩm y công tử sau đó khẽ mở môi đỏ mộng mười năm gian khổ học tập không người hỏi vừa mới thành danh thiên hạ biết ngụy quân là tân khoa trạng nguyên hắn có tư cách ngạo khí bằng không thượng quan thừa tướng cũng sẽ không cố ý để cho thượng quan công tử ở chỗ này chờ hắn mộng cô nương lời ấy có lý người có năng lực quả thật có tư cách ngạo khí thượng quan công tử gật gật đầu nhưng hắn đến cùng có thể lọt vào mắt cha ta hay không còn phải xem biểu hiện kế tiếp của hắn công tử chuẩn bị khảo nghiệm ngụy quân như thế nào mộng cô nương tò mò hỏi thường quan công tử cũng không có cất giấu giếm thân phận của ngụy quân hắn đã điều tra từ sớm không có khả năng quen biết cùng mộng cô nương cho nên không tồn tại mộng cô nương mật báo cho ngụy quân hắn sảng khoái nói ra sắp xếp của bản thân phải nhìn hắn có dám ngăn cản bản công tử hay không cha ta tuy coi trọng người có tài hoa, nhưng càng coi trọng một người phẩm tính cùng đảm lượng. Nếu hắn là một hán tử thiết cốt bông bông, bản công tử sẽ cho hắn một cái tiền đồ cẩm tú. Nếu hắn chỉ là một kẻ nhu nhược A à du quyền quý, vậy về sau sẽ xem tạo hóa của chính hắn. Mộng cô nương nghe vậy hiểu rõ, sau đó thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn thượng quan công tử một cái, nhắc nhở. Chỉ là như vậy, thanh danh của công tử sợ là sẽ càng tệ hơn thượng quan công tử cười to. Cha ta là thừa tướng đương triều, quyền khuynh triều giả. Mùi mùi ta là đệ tử chân truyền thiên âm tông, giành chấn tu chân giới. Thượng quan gia chúng ta đã cường thịnh như thế, ta cần thanh danh tốt để làm cái gì? Ta chỉ cần sống lâu ngàn tuổi là đủ rồi. Công tử là người thông minh. Mộng cô nương tán thưởng. Thượng quan công tử nói. Hy vọng ngụy quân không cần quá thông minh, Bản công tử không thích người thông minh xem xét thời thế. Mộng cô nương lại chăm một chén rượu cho Thượng quan công tử, đối với chuyện sẽ xảy ra kế tiếp cũng có chút chờ mong. Nàng rất hiểu biết đối với Thượng quan công tử, vị công tử thừa tướng này được xưng là đứng đầu trong tứ đại hoàng khố kinh thành, không học vấn không nghề nghiệp, ác danh rõ ràng, có tiếng hỉ nộ vô thường. Nhưng nàng lại biết, Thượng quan công tử thật ra lại thưởng thức nhất những người chính trực dám chính diện đắc tội với hắn rất nhiều người làm mất mặt mũi của hắn trước mặt mọi người, đều được hắn đề cử cho phụ thân, có một số còn tự mình sắp xếp tiền đồ tốt cho bọn họ, chẳng qua việc này thượng quan công tử vẫn làm rất bí ẩn, rất ít người biết. Hơn nữa người dám đắc tội thừa tướng công tử cũng không nhiều lắm, cho nên vẫn không có nhiều người phát hiện ra điểm ấy. Tân khoa trạng nguyên ngụy quân, có thể thông qua khảo nghiệm của thượng quan công tử không? Phong cảnh dịu âm phường, có chút ra ngoài dự đoán của ngụy quân. Ngụy Quân vốn tưởng rằng hắn khẳng định chướng mắt nơi Phong Nguyệt Như Diệu Âm phường, dù sao Trẫm lập tức chính là Thiên Đế, nhưng mà sự thật chứng minh, hắn đã đánh giá cao bản thân. Dù sao hắn còn chưa có mở ra đại bộ phận ký ức Thiên Đế, chỉ là hồi tưởng đầy đủ ký ức kiếp trước, nhưng mà kiếp trước là một vị diện đô thị, tuy mỹ nữ như mây, nhưng thế giới này, truyền thuyết là có tiên nhân. Ngụy Quân tuy chưa thấy qua tiên nhân chân chính ở thế giới này, nhưng mà người tu tiên thì Ngụy Quân đã thấy qua phàm là có lực lượng siêu phàm thẩm mỹ nhân loại là không thể quá kém cho nên chất lượng nhân thế giới này mỹ cao có chút ra ngoài ý nghĩ nếu hiện tại ngụy quân khôi phục toàn bộ ký ức của thiên đế khẳng định sẽ vẫn khinh thường nhưng mà từ vị diện đô thị chuyển tới vị diện tiên hiệp cổ phong này ngụy quân vẫn cảm giác được rất nhiều ngạc nhiên lẫn vui mừng ví dụ như giá trị nhan sắc của cô nương diệu âm phương lại ví dụ như tài nghệ của cô nương diệu âm phương ca khúc này, tai đến bất ngờ. Vô luận kiếp trước kiếp này của Ngụy Quân cũng không phải là người mê âm nhạc, nhưng hắn chỉ nghe một đoạn nhỏ, đã cảm giác có chút vui vẻ thoải mái. Vũ đạo này cũng dễ coi đến bất ngờ, nhỏ hơn so với nữ vũ đoàn mà kiếp trước hắn đã xem qua, thậm chí không có tư thế gì đặc biệt, nhưng lại có thể có chút lay động tiếng lòng của hắn. Đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức, Ngụy Quân cũng sẽ không biểu hiện ra bộ dáng trư ca. Mọi người thích những thứ xinh đẹp, thưởng thức cái đẹp là bản năng, nhưng mà lý trí con người có thể khống chế được bản năng này. Nhưng cũng không phải toàn bộ mọi người là có thể khống chế được. Ngụy Quân nhìn trái nhìn phải, thực hối hận mình sao lai đi chung với hai mặt hàng từ Đức Thái Kỳ Lâm này, xem bộ dáng chảy nước miếng của bọn họ, quá dọa người mà. Cho dù là hai con chim non, cũng không đến mức chưa từng thấy qua như vậy chứ. Ngụy Quân lập tức trời xa hai người bọn họ lấy hành động thực tế tỏ vẻ mình không muốn quen biết hai người này. Nhưng cố gắng là phí công. Ngụy Huynh, Ngụy Huynh, Diệu Âm Phường quả nhiên danh bất hư truyền mà. Từ Đức toàn bộ ánh mắt đang tỏa ánh sáng. Mà Thái Kỳ Lâm nhắm hai mắt lại, từ đấy lòng cảm khái nói. Ta nếu có thể cả đời ở tại Diệu Âm Phường thì quá tốt rồi. Ngụy Quân. Các ngươi có thể đừng mất mặt xấu hổ nữa hay không? Cái này quá khoa trương đi làm như chưa thấy qua phụ nữ vậy ngụy quân cũng không biết lúc này thượng quan công tử cùng mộng cô nương đang nghị luận về hắn tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 3 ta không đội trời chung với tội ác nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio hai người giọng điệu đều rất kỳ quái mộng cô nương ngụy quân hẳn chưa có tu luyện qua chứ mộng cô nương trả lời thực chắc chắc tuyệt đối không có hắn chính là một người bình thường, nếu không vừa rồi tiến vào diệu âm phường thì đã có cảnh báo. Cái này kỳ quái, vừa rồi các cô nương diệu âm phường đã thêm vào pháp lực ở trên âm luật, người thường hẳn đều sẽ trúng chiêu mới đúng, ví dụ như hai người cùng trường với hắn. Ngụy quân là sao vậy? Người thường khi nào thì có thể chống đỡ âm công diệu âm phường? Thượng quan công tử khó hiểu. Mộng cô nương lặng lẽ một lát, sau đó nói. Chỉ có một loại giải thích là gì ngụy quân trong lòng không có chút suy nghĩ đen tối nào là một chính nhân quân tử tuyệt đối cho nên hắn có thể bất động đối với sắc đẹp mộng cô nương nói thượng quan công tử nghe mộng cô nương nói như vậy nhất thời mắt sáng ngời còn có loại người như thế tồn tại ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng người như vậy nhưng chỉ có một lời giải thích này là có thể nói được mộng cô nương khẳng định nếu ngụy quân có thể nghe được hai người này nói chuyện nhất định sẽ dở khóc dở cười trẫm đời trước tốt xấu cũng là người trải qua nhiều lão sư dạy dỗ đã sớm đạt tới cảnh giới trong lòng vô mã nếu nghe mấy khúc nhạc đã không khống chế được vậy cũng quá có lỗi với những lão sư này dạy dỗ tầm mắt hạn chế sức tưởng tượng của bọn họ cho nên ở trong lòng mộng cô nương cùng thượng quan công tử hình tượng ngụy quân nhất thời trở nên cao lớn hẳn lên mộng cô nương loại nam nhân có phẩm tính này tự như là đối tượng gửi gắm tình cảm tốt nhất của tông phái các người đó thượng quan công tử nói mộng cô nương gật gật đầu quả thật như thế thượng quan công tử lát nữa tôi sẽ cùng công tử diễn một màn này thượng quan công tử có chút kinh ngạc hắn thực không nghĩ tới có thể mời được mộng cô nương ra tay phối hợp với mình đối với lai lịch của mộng cô nương hắn là có hiểu biết nếu không phải vì hồng trần lịch lãm mộng cô nương trên lý luận căn bản sẽ không xuất hiện ở trong này kinh thành phàm là người trong nhà có chút bối cảnh đều được dặn dò qua ngàn vạn đừng có đắc tội với mộng cô nương diệu âm phường hắn nguyên bản chỉ tính mời một cô nương bình thường diệu âm phường cùng hắn diễn trò không nghĩ tới mộng cô nương lại có thể chịu tự mình ra sân ngụy quân này xem ra thật sự mười phần quan trọng đối với tông môn của mộng cô nương nhưng cho dù là vậy thượng quan công tử cũng không có thay đổi ý nghĩ của bản thân nhân tài như thế càng phải khảo nghiệm rõ ràng nếu có thể thông qua khảo nghiệm hắn sẽ toàn lực giúp ngụy quân đi về phía trước vậy làm phiền mộng cô nương thượng quan công tử nói ngụy quân đến diệu âm phường là thật đến thưởng thức âm nhạc đương nhiên cộng thêm lãnh hội ý cảnh hồng trần đến cấp bậc thiên đế kia thật ra cơ bản đã không cần tu luyện ngược lại càng chú trọng lịch lãm hồng trần trưởng thành tâm tính kiến thức càng nhiều phong cảnh, loài suy mới có thể càng tiến một bước. Cho nên hắn thật sự đắm chìm vào trong âm nhạc của Diệu Âm Phương. Thẳng đến âm nhạc bị một trận ồn ào cắt ngang. Ngụy Quân cau mày, đưa mắt nhìn lên, sau đó thấy được một màn kinh điển trên màn ảnh. Ác thiếu ăn chơi coi trọng thanh quan nhân nổi tiếng, muốn cướp làm của riêng. Thượng quan công tử, mộng cô nương hôm nay mệt mỏi, nàng nói hôm nay không gặp khách. Không gặp khách có thể không gặp bản công tử không được kêu mộng cô nương đi ra sướng hai tiểu khúc cho bản công tử nếu không bản công tử đập dịu âm phường của ngươi thường quan công tử bóp cái tác vang dội không cần khiêu chiến kiên nhẫn của bản công tử bản công tử vẫn là không có kiên nhẫn ác chủ tự nhiên có điêu nô ác thiếu đang uy hiếp người dịu âm phường nhân mà tôi tớ của ác thiếu thì đang uy hiếp những người khách khác nhìn cái gì còn nhìn móc mắt của các người ra giờ bị điêu nô uy hiếp như vậy không ít người đều cổ co rụt lại quay đầu uống rượu hoàn toàn không dám xen vào đây là uy danh của đứng đầu trong tứ đại hoàng khố kinh thành ngụy quân thấy thế nhíu mày nhưng hắn cũng không có đứng ra chủ trì chính nghĩa thấy từ đức cùng thái kỳ lâm mặt đều lộ vẻ tức giận cùng bất đắc dĩ ngụy quân an ủi từ huynh thái huynh không cần lo lắng thượng quan công tử này rất nhanh sẽ gặp xui xẻo ngụy quân những lời này rơi vào trong tay từ đức cùng thái kỳ lâm cũng rơi xuống trong tay thượng quan công tử cùng mộng cô nương bọn họ đều rất kỳ quái thái kỳ lâm hỏi ngụy huynh vì sao nói như vậy ngụy quân cười tự tin rất đơn giản dịu âm phường mở ở dưới chân thiên tử sừng sững không ngã có thể không có bối cảnh sao không chỉ có bối cảnh hơn nữa khẳng định thông thiên giám dương oai ở diệu âm phường không phải muốn chết thì là cái gì điều này hơi chút động động não là có thể phán đoán ra cho nên ngụy quân ngay cả ý tưởng đứng ra muốn chết đều không có bởi vì hắn biết khẳng định không chết được vô luận là thế giới nào có thể ở nơi thủ phủ mở loại hội sở cấp bậc này đều có bối cảnh thông thiên không có ngoại lệ cho nên căn bản không cần phải chủ trì chính nghĩa nhưng ngụy quân rất nhanh đã phát hiện hắn đã nghĩ sai rồi Thái Kỳ Lâm nói. Ngụy Huynh, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, Diệu âm phường quả thật có bối cảnh, nhưng mà thượng quan công tử bối cảnh càng mạnh hơn. Ngụy quân có chút bất ngờ. Bối cảnh càng mạnh hơn còn có thể nuôi dưỡng ra ăn chơi trác tán ngu xuẩn như vậy. Không nên như vậy chứ. Ngụy Huynh, ngươi chính là đọc sách quá chuyên tâm, nên không có nghe qua đại danh của thượng quan công tử. Hắn là đứng đầu trong tứ đại ác thiếu kinh thành, là con thượng quan thừa tướng. Quan trọng nhất là, mùi mùi hắn là đệ tử chân truyền thiên âm tông trong mười đại môn phái chính đạo tu chân giới. Diệu âm phượng cho dù bối cảnh thông thiên, làm sao có thể đấu với hắn? Thái kỳ lâm lắc lắc đầu. Thật ra cái này cũng không phải lần đầu tiên, trước kia thượng quan công tử đã đại náo qua diệu âm phượng, lúc ấy có người nhìn không được động thân ra bên vực lẽ phải, kết quả người nọ từ đó về sau đã không xuất hiện nữa ngày kế đã phát hiện thi thể người nọ ở ngoài thành ngụy quân nghe đến đó nhất thời hưng phấn loại ác thiếu này hắn thích trẫm vẫn là không đội trời chung cùng tội ác trong mắt không thể chứa hạt cát chẳng sợ phải đánh bạc tính mạng hắn cũng phải trả lại cho thế gian này một cái đất trời sáng sủa cho nên ngụy quân chợt đứng bật dậy khí thế như cầu vồng anh dũng không sợ lớn tiếng nói quá cầm thú buông ra cô gái kia để ta tới Phi, để ta tới. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Thấy chết không sờn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngụy quân động thân ra, làm cho không ít người biến sắc. Khách ở diệu âm phường không ít, rất nhanh đã có người nhận ra thân phận tân khoa trạng nguyên của Ngụy quân, sau đó ánh mắt những người này nhìn Ngụy quân đều mười phần thương hại. Từ Đức cùng Thái Kỳ Lâm thì sắc mặt đại biến, Hai người nhanh giữ chặt Ngụy Quân, thấp giọng nhanh khuyên nhủ. "Ngụy huynh, không cần xúc động. Thượng quan công tử là con thừa tướng, hắn không phải chúng ta hiện tại có thể đối kháng. Đối nghịch với hắn, có khả năng sẽ chết." Hai người đều bị Ngụy Quân làm cho sợ không nhẹ. Trước kia chỉ biết Ngụy Quân tử đọc sách, không mấy thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng không nghĩ tới Ngụy Quân dám hổ báo như vậy mà thượng quan công tử ở trên lầu nhìn thấy bộ biểu hiện này của ngụy quân trong lòng thật ra mười phần hài lòng người có năng lực có tài hoa nơi nơi đều là nhưng người ở dưới tình huống có năng lực còn có dũng khí thì rất rất thưa thớt hắn vẫn kính nể người như thế nhưng thượng quan công tử khẳng định sẽ không dễ dàng xả nước như vậy hắn đưa ánh mắt chuyển dời đến trên người ngụy quân phối hợp hung uy của người hầu bên cạnh hắn nháy mắt đã gây cho người khác áp lực cực lớn Thượng quan công tử lúc này cầm trong tay một cây quạt gấp, hắn dùng cây quạt chỉ chỉ Ngụy quân, lại chỉ chỉ mình, giọng điệu mười phần kinh ngạc. "Ngươi vừa rồi là mắng ta?" "Không đúng không đúng, Thượng quan công tử ngài hiểu lầm rồi, Ngụy huynh vừa rồi chỉ là uống hơi nhiều." Từ Đức cướp ở trước mặt Ngụy quân giúp Ngụy quân giải thích. Ngụy quân cũng thuận theo lời nói của Từ Đức mà nói. "Ta sai rồi." Thượng quan công tử có chút thất vọng còn tưởng rằng gặp một kẻ trắng rỏi. Suy nghĩ cả nửa ngày chỉ là nhất thời xúc động. Đối với người như thế, hắn không có hứng thú gì. Ngay tại thời điểm hắn thất vọng, Ngụy Quân lại tiếp tục mở miệng. So sánh ngươi với cầm thú, thật sự là vũ nhục cầm thú, ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Quần chúng ăn dưa hấu, cật qua quần chúng. Ý chỉ những người vây xem, nhất tề hít một ngụm khí lạnh, toàn bộ diệu âm phường nhiệt độ đã hạ xuống vài độ thượng quan công tử ở trong mắt mọi người giận dữ mà cười, trên thực tế hắn quả thật là đang cười. Thật can đảm, người gần nhất dám mắng ta như vậy, hiện tại đã ở âm tàu địa phủ, ngươi muốn chết sao? Ngụy quân rất muốn gật đầu. Ta thật sự rất muốn chết. Nhưng ta không thể tự sát, phải để ngươi ra tay. Cho nên Ngụy quân khinh thường nói. Ta đứng nơi này, ngươi dám giết ta sao? Hãy nhanh nói ngươi dám hoàng khố phải xúc động. Ngụy quân ở trong lòng bơm hơi cổ vũ cho thượng quan công tử, thượng quan công tử biểu hiện cũng không có để hắn thất vọng. Ngụy quân, tân khoa trạng nguyên, bản công tử đã thấy qua người cưỡi ngựa dạo phố. Người cho là có một danh hiệu trạng nguyên, thì đã dám chống đối với bản công tử. Chớ quên, người bây giờ còn chưa có quan thân đó. Nói xong lời cuối cùng, thượng quan công tử vẽ mặt chăm chọc nói. Lấy thân phận của bản công tử, Giết một người bình thường, ngay cả đại lao cũng không cần ngồi. Ngụy Quân cảm giác thượng quan công tử rất đáng lai. Like. Quả thực là gấp gáp đưa ấm áp cho người mà. Dưới chân thiên tử, lãng lãng càng khôn, thượng quan công tử ngươi nếu muốn làm điều bất nghĩa, vậy cứ nhằm vào ta, không cần liên lụy cô gái vô tội. Mọi người ở trong lòng đều trầm trồ khen ngợi Ngụy Quân, nhưng không có ai dám nói ra. Thậm chí Thái Kỳ Lâm còn lặng yên không một tiếng động rời xa Ngụy Quân, xu lợi tị hại, đó là bản năng của con người. Thượng quan công tử sâu sắc phát hiện ra điểm ấy, cười ha ha. Ngụy Quân, ngươi xem xem bạn tốt cùng trường của ngươi, ngươi cho là ngươi đang hành hiệp trượng nghĩa, nhưng ngươi ở trong lòng bọn họ chỉ là một kẻ ngốc, ngươi có biết không? Thượng quan công tử rất hiểu kích động lòng người, hắn hiện tại đã rất hài lòng đối với Ngụy Quân, nhưng hắn vẫn phải khảo nghiệm tâm tính Ngụy Quân. Một dũng sĩ chân chính không chỉ có thể có gan đắc tội quyền quý, còn phải có gan dưới tình huống những người bên cạnh không đồng ý vẫn có thể dũng cảm tiến tới, không chịu áp lực của hiện thực mà cúi đầu. Ngụy Quân làm được. Mà lời nói của Ngụy Quân thắng được mọi người ở hiện trường tôn trọng. Thái huynh Giang khổ học tập khổ độc 20 năm, chịu kỳ vọng của người một nhà, chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý. Hắn sợ ngươi, đó là đương nhiên. Ta đứng ra nếu liên lụy đến thái huynh là ta không đúng cho nên hắn phân rõ quan hệ với ta cũng không có gì không ổn trong lòng ta vẫn xem hắn là bạn cũng chỉ hy vọng hắn không có trách ta đứng ra là được rồi thái kỳ lâm hắn dừng bước chân ánh mắt nhìn về phía ngụy quân cũng không chỉ là cảm động giờ khắc này hắn thậm chí cảm thấy cô nương dịu âm phường cũng không làm cho hắn tâm động giống như ngụy quân cũng may hắn không phải là nữ bằng không xác định vững chắc là sẽ lấy thân báo đáp nhưng thái kỳ lâm rất nhanh đã nghĩ lại mình vẫn là tư duy quá hẹp hòi ai nói nam sẽ không thể lấy thân báo đáp nghiện đoạn tay áo ở kinh thành là không hiếm thấy không nói đến ý tưởng của thái kỳ lâm lời nói của ngụy quân đã thuyết phục hầu như mọi người chẳng sợ mọi người vẫn sợ hãi ác danh của thượng quan công tử nhưng vẫn có người nhìn không được ủng hộ tán thưởng công tử nói rất đúng Trạng nguyên công tiêu phí hôm nay ghi vào sổ của ta. Một thân chính khí, Ngô không bằng mà. Đều câm miệng cho ta. Thường quan công tử trong lòng vui sướng, nhưng mặt lạnh như sương. Một người hầu bên cạnh hắn lại tiện tay đưa tới một cây trường đao, sau đó ở trước mắt mọi người, cứng rắn làm trường đao hóa thành bột mịn ngay tại chỗ. Diệu âm phường lại lần nữa câm như hến. Mọi người từ thưởng thức đối với ngụy quân về lại hiện thực chung quy vẫn không có ai dám ngay mặt đối kháng thượng quan công tử, bởi vì quyền thế sau lưng hắn, cũng bởi vì thực lực người hầu của hắn. Thượng quan công tử nhìn quanh một vòng, thẳng đến mọi người không dám ngay mặt đối diện với hắn, góc miệng hắn nhếch lên một chút nét cười, sau đó lại lần nữa nhìn về phía ngụy quân. Hiện tại, sợ à. Ngụy quân tiến lên một bước, sắc mặt kiên nghị, thậm chí ánh mắt thêm vài phần kích động. Sợ. Ngụy quân ta đọc sách thánh hiền, tu hạo nhiên chính khí, quản chuyện bất bình thế gian, tại sao lại sợ? Thượng quan công tử, ta vẫn là câu nói đó, ngươi có gì thì cứ nhằm vào ta, không cần liên lụy người khác, lại càng không nên liên lụy đến mộng cô nương. Kẹt. Cửa phòng mộng cô nương được mở ra. Mộng cô nương xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trong nháy mắt, toàn bộ diệu âm phường đều tối đi một chút, bởi vì bị dung nhan của mộng cô nương đoạt đi toàn bộ ánh sáng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 Khẳng định là đã thấy qua ánh mắt này, một Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mộng cô nương đầu tiên là mắt lóe ra tia sáng kỳ dị liếc mắt nhìn ngụy quân một cái, sau đó cuối người thi lễ đối với thượng quan công tử, mở miệng nói. Thượng quan công tử, ta đã đi ra, có thể đừng gây phiền toái cho những người khác hay không? Thượng quan công tử còn chưa nói, ngụy quân đã giành trước tiểu thư này cũng không tệ lắm sao lại tâm địa ác độc như vậy chứ ta hảo tâm giúp cô cô lại muốn cứu mạng ta thật sự là phụ nữ không làm được việc mà ngụy quân kiên quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh cho nên hắn ngôn từ nghĩa chính cướp ở trước thượng quan công tử mở miệng mộng cô nương không cần lo lắng cũng không cần trái lương tâm xu nịnh loại hoàng khố ác thiếu này nếu mộng cô nương vì giúp ta mà bị ác thiếu này động vào ngụy quân ta còn mặt mũi nào sống ở trong thiên địa này mộng cô nương thân thể rung lên liếc mắt nhìn ngụy quân một cái thật sâu chân thành nói ngụy công tử ngươi lại tiếp tục kiên trì nói như vậy thật sự sẽ chết đó thời điểm nói những lời này mộng cô nương dùng chân ngôn thuật để cho mọi người đều theo bản năng tin tưởng lời nói của nàng là chân lý ngụy quân cũng tin còn có chuyện tốt như vậy hắn cười mười phần vui vẻ Chết thì có gì e ngại? Ta nếu hôm nay lùi bước, ta mới là thật chết đi." Mộng cô nương đạo tâm rung động. Loại hào tình thấy chết không sờn này, thật sự làm cho người ta rất thưởng thức. Càng thưởng thức Ngụy Quân so với Mộng cô nương là thượng quan công tử. Nhìn thấy Ngụy Quân là loại nam nhi dũng cảm thấy chết không sờn này, hắn đã đặc biệt muốn đưa cho đối phương một cái tiền độ cảm tú. Nhưng mà hắn phải biểu hiện ra bộ dáng bản thân cực kỳ bất mãn cái này rất khảo nghiệm khả năng biểu diễn của hắn may mà nhiều năm như vậy thượng quan công tử cũng đã diễn thành quen tốt lắm ta thích nhất chính là làm cho những tên rắn rỏi đau đớn cầu xin tha thứ ở trước mặt ta người đâu đưa đi không được thượng quan công tử thủ hạ lưu tình xin thượng quan công tử cân nhắc ngụy quân biểu hiện chinh phục không ít người chẳng sợ mọi người vẫn không muốn đắc tội với thượng quan công tử nhưng vẫn có rất nhiều người cầu tình cho Ngụy Quân. Bao gồm từ Đức cùng Thái Kỳ Lâm hai bạn tốt cùng trường kia. Tuy hai chân bọn họ đã rung lên, nhưng vẫn dũng cảm đứng lên. Ngụy Quân cũng không nghĩ tới dưới loại tình huống này còn có thể có người ra mặt cho mình, quyết định rồi, chờ sau khi mình chết biến thành thiên đế, những người hiện tại còn dám lên tiếng sẽ nhận được thiên đế chúc phúc. Người tốt hẳn có báo tốt. Thượng quan công tử cũng thực hài lòng người như vậy cũng là nhân tài ngay cả không bằng ngụy quân nhưng vẫn là may mắn của quốc gia nếu người trẻ tuổi càng quốc đều có loại cốt khí này quốc gia vẫn có hy vọng nhưng thưởng thức thì thưởng thức biểu diễn vẫn phải tiếp tục biểu diễn là phải làm nguyên bộ cho nên thượng quan công tử hơi nâng tay một người hầu áo xám phía sau hắn liền tiến lên một bước ngay sau đó mọi người trong diệu âm phường đều cảm giác mình nửa bước khó đi người tu hành có người kêu lên thất thanh trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng mỗi một người tu hành so với người thường mà nói đều là nhân vật lớn không phải phạm nhân có khả năng chống lại mà nhân vật lớn bản thân có được sức mạnh to lớn như vậy lại có thể chỉ là tôi tớ của thượng quan công tử thực tế như vậy có thể nào không làm cho người ta cảm giác vô lực cơ chứ người đâu đưa ngụy quân tiểu tử to gan lớn mật này đi cho bản công tử bản công tử phải chậm rãi bào chế hắn vâng, công tử, có người tu hành ở đó, chẳng sợ rất nhiều người nhìn muốn trách mắt, nhưng ngụy quân vẫn bị người của thượng quan công tử đưa đi, làm cho mọi người kính nể không thôi là, chẳng sợ gặp phải tử vong uy hiếp, nhưng trên mặt ngụy quân vẫn mang theo nụ cười. cái loại bình tĩnh cùng thông dong này, khắc ghi thật sâu ở trong lòng mỗi người. chờ đoàn người thượng quan tinh phong rời đi, trong diệu âm phường khôi phục bình thường. từ đức cùng thái kỳ lâm đột nhiên rơi lệ ngụy huynh ngươi chết thật thảm mà ngươi vẫn là đồng tử thân đó những vị khách khác cũng đều nghị luận đáng tiếc đã lâu không có thấy hán tử như vậy so với ngụy công tử ta thật sự là xấu hổ kính ngụy công tử kính ngụy công tử tầng cao nhất mộng cô nương nhìn bóng lưng ngụy quân đi xa trong mắt thần quang lập lòe một nha hoàng bên cạnh mộng cô nương lặng lẽ tới gần mộng cô nương, thấp giọng hỏi. Sư tỷ, chúng ta nên làm sao bây giờ? Mang chuyện hôm nay phát sinh ở diệu âm phường truyền ra, truyền càng rộng càng tốt. Mộng cô nương khóe miệng xuất hiện một chút ý cười. Nam nhi dũng cảm bực này, hẳn nên được nhiều người biết đến. Ngụy quân sẽ có nguy hiểm sinh mệnh không? Nha hoàng lo lắng hỏi kế hoạch của thượng quan công tử cùng mộng cô nương không có nói cho cô, cô hiện tại còn chưa biết tình huống chân thật, cho nên là lo lắng thay cho Ngụy quân phát ra từ trong lòng. Mộng cô nương trên mặt ý cười càng nhiều. Ngụy quân danh khí càng lớn, hắn sẽ càng an toàn. Ta rõ ràng. Nhà hoàng tử cho là thật sự hiểu tính toán của mộng cô nương. Ngụy quân dù sao cũng là tân khoa trạng nguyên, danh tiếng đang thịnh, nếu thật sự chỉ bởi vì chống đối công tử thừa tướng mà bị giết chết, ảnh hưởng sẽ rất xấu loại chuyện này chỉ cần nháo lớn chính là một câu chuyện xấu thừa tướng khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ nha hoàng rất thưởng thức loại hảo hán như ngụy quân cho nên cô đã phát động lực lượng diệu âm phương không tới nửa ngày ngụy quân đã danh chấn kinh thành mà không hề nghi ngờ những gì ngụy quân làm đã khiến cho mọi người cùng khen ngợi khí khái của người đọc sách chúng ta đã được ngụy huynh triển lãm vô cùng nhuần nhuyễn ngụy quân được trạng nguyên, ta là bản nhãn, vốn còn có chút không phục, hiện tại ta đã biết chênh lệch bao nhiêu lớn với ngụy huynh rồi. Rường cục nước nhà, thấy chết không sờn, thật sự không nên rơi vào kết cục như vậy. Chúng ta hẳn liên hợp lại, chủ trì công đạo cho ngụy quân. Đó là con thượng quan thừa tướng, chúng ta có thể làm gì? Con thừa tướng thì sao? Ngụy quân một mình đã không sợ hắn, chúng ta nhiều người như vậy liên hợp lại thỉnh nguyện, chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao không sai chúng ta ngay cả không làm được hảo hán như ngụy quân ít nhất cũng không thể để cho loại hảo hán như ngụy quân chết đi như vậy hiện tại ngụy quân cũng không biết nghị luận ở bên ngoài phàm mà biết hắn nhắm chừng sẽ bị tức chết hắn hiện tại tâm tình là thực sung sướng dù sao lập tức sẽ chết đi mà chết đi là sẽ biến thành thiên đế đến lúc đó lập tức đi lên đỉnh cao của cuộc đời đang đỉnh chư thiên vạn giới chí cao vô thượng nghĩ tới là thấy thoải mái rồi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 Khẳng định là đã thấy qua ánh mắt này, hai. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cho nên chẳng sợ hắn bị thượng quan công tử đưa một căn phòng tối đen, nhìn qua đặc biệt âm trầm khủng bố, nhưng ngụy quân vẫn không chút gì e ngại, ngược lại còn lẩm bẩm khúc, hôm nay là một ngày lành để biểu đạt tâm tình vui vẻ của bản thân. Đương nhiên, ngụy quân phải nhẫn dù sao còn chưa có chết ổn một chút tránh cho phức tạp loại biểu hiện của ngụy quân làm cho tôi tớ bên cạnh thượng quan công tử cũng đều phục rồi người tu hành đã triển lộ qua cảnh giới ở diệu âm phường kia thấp giọng nói công tử ta đã cảm ứng cảm xúc của hắn thật sự không có chút sợ hãi người nọ là hảo hán mà cuộc đời ta ít thấy thượng quan công tử nhíu mày tiếp tục triển lãm tu dưỡng của một diễn viên hảo hán bản công tử đời này thích nhất tra tấn hảo hán nói đi ngụy quân ngươi muốn chết như thế nào ngụy quân nghĩ nghĩ rất chân thật nói tận lực nhanh lên không đau càng tốt không cần tra tấn ta ta sẽ thực cảm kích ngươi ngụy quân nói là lời thật nếu thượng quan công tử có thể cho hắn một cái thống khoái giúp hắn hoàn thành một bước lột xác cuối cùng trước khi hóa thân thiên đế hắn quyết định cũng cho thượng quan công tử một cái tạo hóa dù sau đây cũng là đại công thần của hắn. Nhìn bộ dáng của thượng quan công tử, vẫn thực ham thích đối với quyền thế, ngụy quân cảm thấy thiến hắn, đưa vào trong cung làm một tổng quản thái giám, hẳn thực phù hợp khẩu vị của hắn. Trẫm quả nhiên là người khoan dung độ lượng. Ngụy quân cho bản thân một like. Thượng quan công tử cũng thêm cho hắn một like. Hắn coi như đã thấy qua không ít người, nhưng thản nhiên chịu chết giống như ngụy quân thì thật sự là lần đầu tiên gặp được ngươi thật sự là không sợ chết chút nào sao thượng quan công tử lại truy hỏi ngụy quân có chút không kiên nhẫn ngươi có thể sản khoái chút hay không đừng lằng nhằng như vậy muốn động thủ thì nhanh đi ta còn vội đi đầu thai đó ngụy quân nói đều là lời nói thật mà thượng quan công tử cùng tùy tùng của hắn nhất tề động dung nhưng ngụy quân không cẩn thận quan sát hắn cũng không cần lúc này ngụy quân đã nhắm mắt lại chờ chết kích động có chút lợi hại nhưng một giây hai giây ba giây sao lại vẫn không có phản ứng ngụy quân mở hai mắt vừa lúc thấy được ánh mắt nóng bỏng của thượng quan công tử khẳng định là đã thấy qua ánh mắt này là ánh mắt gây khi thấy trai đẹp ngụy quân bị dọa giật mình người ngụy quân vừa định mở miệng đã bị thượng quan công tử cắt ngang thượng quan công tử một tay cầm tay ngụy quân ánh mắt nóng bỏng trong lòng bàn tay cũng nóng bỏng lời nói ra lại làm cho ngụy quân như rơi vào hầm băng ngụy công tử mời đi vào phòng ta một chuyến ngụy quân theo bản năng liền hất tay của thượng quan công tử ra ngoài ánh mắt kinh ngạc hoàn toàn không thể chấp nhận không đúng ngươi không phải vừa rồi còn đùa giỡn mộng cô nương sao tình huống gì vậy ngụy công tử đây là một cái hiểu lầm thật ra ta không có ác ý đối với ngươi. Thượng quan công tử lại cầm lấy tay Ngụy Quân. Ngụy Quân lại hất ra, hơn nữa trực tiếp lui ra sau hai bước, ánh mắt cảnh giác. Ta cảnh cáo ngươi, muốn giết cứ giết, ngươi nếu dám làm mấy chuyện kỳ kỳ quái quái, ta nhất định làm cho ngươi hối hận đã sinh ra từ trong bụng mẹ đến. Ngụy công tử, ngài thật sự hiểu lầm công tử nhà ta. Người hầu của Thượng quan công tử nhìn không được, đứng ra giải thích giúp Thượng quan công tử một chút thật ra công tử căn bản không muốn làm khó ngài. Ngụy quân liếc mắt nhìn người hầu này một cái, ánh mắt người hầu thực chân thành. Hắn lại liếc mắt nhìn thượng quan công tử một cái, thượng quan công tử ánh mắt thực nóng bỏng. Ngụy quân thanh âm rung lên. Thượng quan công tử đã có hôn phối chưa? Chưa có. Vậy có con chưa? Chưa có hôn phối thì làm sao có con? Ngụy quân một tay che mặt, giọng điệu phức tạp. Rõ ràng rồi, ngươi thích thỏ da, chơi gay, đi dịu âm phường là vì diễn trò cho người khác xem, miễn cho người khác hoài nghi ngươi không bình thường. Thượng quan công tử, trạng nguyên năng lực não bổ cũng mạnh đến như vậy sao? Ngụy công tử, ngài lại hiểu lầm. Thượng quan công tử bỏ ra thời gian một khắc chung, 15 phút, giải thích mọi chuyện với Ngụy quân một chút. Ngụy quân nghe mà choáng váng. Ngươi bỏ công lớn như vậy, vì khảo nghiệm ta? thượng quan công tử gật đầu. Ngụy quân. Ngươi có phải có bệnh hay không? Bị Ngụy quân mắng như vậy, thượng quan công tử lại có thể không chút tức giận, ngược lại điềm nhiên cười. Xin Ngụy huynh tha thứ, ta đã nhìn quen người nịnh nọt, nên thích giao tiếp loại hán tử có cốt khí như ngươi. Nhưng lấy thân phận của ta, số người muốn tiếp cận ta không đến xuể, cho nên ta phải lấy phương thức này đến khảo nghiệm một chút nhưng mà ở bên ngoài không phải đã nói ngươi đã giết chết tất cả những người đắc tội với ngươi sao ngụy quân nhíu mày nói thượng quan công tử kiên nhẫn giải thích đó đều là diễn trò cho người khác xem trước đó hảo hán này ta đều đã bố trí tốt cả rồi ngươi muốn làm cái gì ngụy quân không hiểu thượng quan công tử sắc mặt nghiêm túc trên mặt không hiểu chợt xuất hiện một loại ánh sáng vì để cho quốc gia phú cường dân chúng an cư lạc nghiệp ta trả giá là một chút thanh danh, không coi là gì. Ngụy quân. Quả nhiên là vẫn có bệnh. Làm hắn trước đó kích động công không rồi. Nhưng tốt xấu cũng là một thừa tướng công tử, Ngụy quân vẫn nói năng lỗ mãn như vậy, hắn còn ông ý tưởng thượng quan công tử có khả năng không chịu nổi hắn chăm chọc khiêu khích trực tiếp ra tay giết chết hắn. Nhưng mà thượng quan công tử lại làm cho hắn thất vọng. Lại lần nữa bị Ngụy quân mắng có bệnh, Thượng quan công tử không chỉ không có tức giận, ngược lại nhắm hai mắt, phát ra một tiếng thở dốc thoải mái, sau đó cảm khái tự đáy lòng nói: "Ngụy huynh quả nhiên là một chân quân tử không a à du quyền quý, cho dù đã biết thân phận cùng thái độ làm người của ta, tấm lòng ban đầu vẫn không đổi, thái độ trước sau như một. Tốt, ta thích nhất chính là loại nam nhân trước sau như một như Ngụy huynh." "Ngụy quân." "Chịu rồi, mặt hàng này phải cho đi khám khoa tâm thần." cùng loại yêu nghiệt này, Ngụy Quân cũng thật sự không có gì để nói chuyện, nếu đã xác nhận thằng nhãi này căn bản không muốn giết hắn, Ngụy Quân không hề có hứng thú đối với hắn. Ta cũng lười nhiều lời với ngươi, Thượng quan công tử, ngươi đã không muốn giết ta, vậy mặt sau phải sắp xếp như thế nào đây? Cũng không thể để cho ta đi mai danh ẩn tích rồi đi nơi khác sinh sống chứ. Ngụy quân nói. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Ngươi có bệnh nha. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thượng quan công tử khoát tay áo. Ngụy Huynh suy nghĩ nhiều rồi, ngươi là tân khoa trạng nguyên, tài trí hơn người, cha ta cũng thưởng thức văn chương của ngươi, ông ấy bảo ta thử ngươi. Tài hoa của ngươi phải giữ để trị quốc bình thiên hạ, đương nhiên không thể mai danh ẩn tích được. Vậy ngươi tính bố trí như thế nào? Ngụy Huynh đừng vội, tất cả đều được nắm trong lòng bàn tay, ngươi cứ kiên nhẫn chờ đợi là được ngụy quân đợi một canh giờ ở trong một canh giờ này thượng quan công tử chuẩn bị rượu cùng thức ăn ngon liên tiếp nâng chén bồi tội với hắn nhưng ngụy quân căn bản lười quan tâm đến thượng quan công tử loại giả ăn chơi này hắn ngay cả hứng thú nói chuyện cũng không có nhưng ngụy quân biểu hiện càng xa cách thượng quan công tử vẻ mặt lại càng thỏa mãn ngụy quân ăn bữa ăn này thật đúng là tâm tình phức tạp trách không được thiên đế phải vạn thế luân hồi lịch lãm đạo tâm không trải qua nhiều chuyện gặp phải loại yêu nghiệt như thượng quan công tử hắn sẽ rất khó bình xuống tâm tính một lúc lâu sau ngụy quân nghe được tiếng ồn ào ngoài cửa thanh âm càng ngày càng rõ ràng ngụy quân mặt sau thậm chí nghe được tên mình còn có tên thượng quan công tử thả ngụy quân thả ngụy công tử trạng nguyên công kiên trì chúng ta tới cứu ngươi Ngụy Quân nhìn về phía Thượng Quan công tử. Thượng Quan công tử giải thích, là ta sắp xếp người ở phía sau màn dẫn đường, làm lớn chuyện lên, ta mới có thể bị bức bởi áp lực mà thả ngươi một con đường sống, như vậy cũng sẽ không bị người nhìn ra chúng ta là đang diễn trò. Ngươi phái người kiếm thanh danh cho ta, lại phá bỏ của mình. Thượng Quan công tử, ngươi thật sự là một nhân tài. Ngụy Quân nói. Thượng Quan công tử cười ha ha đa tạ ngụy huynh thừa nhận ngụy quân ta không phải đang khen ngươi không chỉ ngụy quân không phải đang khen thượng quan công tử người ở bên ngoài cũng không có khen hắn người tụ tập bên ngoài hiển nhiên càng ngày càng nhiều thấy bên trong chậm chạp không có động tĩnh vô luận là thượng quan công tử đầu sỏ gây chuyện hay là ngụy quân đều không có lộ diện người bên ngoài càng nóng nảy người mà gấp lên là dễ dàng kích động người mà kích động thì lá gan càng dễ lớn mà người một khi lá gan lớn thì dễ dàng nói sai vì thế thượng quan tinh phong ngươi cẩn thận ác giả ác báo thượng quan tinh phong quốc tặc sâu mọt thiên tử phạm pháp còn đồng tội cùng thứ dân thượng quan tinh phong ngươi một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng thượng quan tinh phong lão tử chúc ngươi không có con cháu cả sảnh đường con người ở giữa quần thể sẽ có được cảm giác an toàn mà một khi có người dẫn đường, thì sẽ dễ dàng phóng đại lòng cản đảm của bản thân. Cho nên lời thô tục nhằm vào thượng quan công tử từng người tiếp nhau, Ngụy quân đã sắp nghe không nổi rồi. Sau đó hắn nhìn thấy thượng quan công tử uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau đó mười phần thỏa mãn nói. Bị người mắng chính là thoải mái. Ngụy quân vẻ mặt đầy lặng đen. Hắn chưa bao giờ thấy qua người có hội chứng Stockholm như thế. Ngụy huynh, đám người ở bên ngoài mắng ta một nửa là tự phát một nửa là ta bố trí thượng quan công tử thực hài lòng ngươi có cảm thấy đế quốc có hy vọng hay không ngụy quân đế quốc có hy vọng hay không ta không biết ngươi khẳng định là không có hy vọng đối với ngụy quân nói năng lỗ mãn thượng quan tinh phong vẫn không chút để ý ngược lại mười phần thưởng thức cho rằng ngụy quân đây là thiết cốt bông bông không bị quyền quý cho nên hắn còn thể hiện tình cảm cùng ngụy quân hết sức chân thật ngụy huynh ngươi có biết ta vì sao phải khảo nghiệm ngươi không bởi vì ngươi có hội chứng stockholm ngụy quân nói thượng quan tinh phong ánh mắt có chút mê man cái gì là hội chứng stockholm một loại bệnh xâm nhập cốt tủy thể nghiệm điển hình là người khác càng mắng hắn hắn lại càng hưng phấn ngụy quân nói thượng quan tinh phong nở nụ cười ngụy huynh sai rồi ta không phải bị ai mắng cũng đều hưng phấn chỉ có chân chính quân tử như ngụy huynh mắng ta ta mới có thể hưng phấn ngụy quân ngươi bệnh không nhẹ ngụy huynh ta bệnh là bệnh nhỏ chân chính nhiễm bệnh là quốc gia này thượng quan tinh phong một bên cảm khái một bên kính ngụy quân một chén rượu ngụy quân lười quan tâm đến hắn lần này không chết được làm cho ngụy quân thực thất vọng nhưng mà thượng quan tinh phong hứng thú nói chuyện là rất đậm. Ngụy Huynh, ngươi biết ta vì sao phải khảo nghiệm ngươi không? Còn trả giá lớn như vậy giúp ngươi nổi danh. Ngụy quân lúc này có chút hứng thú. Thượng quan thừa tướng thưởng thức ta. Vậy cũng không đúng. Trạng nguyên tuy được xưng sao văn khúc chuyển thế, nhưng đối với thừa tướng đã vị cực nhân thần mà nói, cũng không có giá trị gì quá lớn đi, hẳn không đáng trả giá lớn như vậy để mượn sức mới đúng trạng nguyên đương nhiên là cổ tiềm lực. Nhưng thừa tướng đã đến đỉnh rồi. Chỉ có phần trạng nguyên quỳ liếm thừa tướng, nào có để cho thừa tướng công tử đến quỳ liếm trạng nguyên. Ngụy quân chậm rãi suy nghĩ rồi nói. Người dưới lễ, tất có cầu, thừa tướng có chuyện cần ta hỗ trợ. Ngụy huynh không hổ là tân khoa trạng nguyên, suy nghĩ rất linh động. Thượng quan tinh phong vỗ mông ngựa một phát. Ngụy quân trong lòng nói cái này tính suy nghĩ linh động cái rắm gì, bạn salon lon sách đều có thể nghĩ đến chuyện này nhưng thượng quan tinh phong có thể nhìn mình như vậy thuyết minh sự việc không nhỏ nếu có nguy hiểm thì càng tốt phàm không chút nguy hiểm nào trẫm khẳng định không quan tâm cụ thể là chuyện gì nói nghe một chút thượng quan tinh phong không có trả lời trực tiếp ngụy quân mà hỏi ngược lại ngụy huynh có nghĩ tới tiền đồ về sau không ngụy quân trầm ngâm một lát chầm trước rồi nói không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ta hẳn sẽ được phân đi hàng lâm viện. Thượng quan tinh phong gật đầu. Đúng, đúng là hàng lâm viện. Hàng lâm viện là nơi dưỡng tài trữ vọng, phụ trách viết sách soạn sử, khởi thảo chiếu thư, chỉ dạy cho thành viên hoàng thất, đảm nhiệm giám khảo khoa cử vân vân. Địa vị thanh quý, được rất nhiều người xưng là trữ tướng. Nói như thế, vào hàng lâm viện, không nhất định có thể làm thừa tướng nhưng mà không tiến hàng lâm viện, khẳng định không đảm đương nổi thừa tướng. Bao gồm lục bộ thượng thư, thị lan, loại đại lão quan trường Tây cầm thực quyền này, cơ bản cũng đều đi ra từ hàng lâm viện. Hàng lâm viện là cơ cấu mạ vàng rõ ràng, chỉ có những ngôi sao mới của quan trường rõ ràng được xem trọng mới có tư cách đi vào. Mà trạng nguyên khoa cử, đương nhiên là có tư cách. Chuyện mà thượng quan thừa tướng muốn hắn làm, cũng vừa lúc có liên quan cùng hàng lâm viện. Ngụy Quân nghĩ tới quyền lực hàng lâm học sĩ. Viết sách soạn sử, khởi thảo chiếu thư, chỉ dạy cho thành viên hoàng thất, đảm nhiệm giám khảo khoa cử vân vân. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Ta nguyện ý Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hình như dạng nào cũng có thể được thừa tướng coi trọng. Nhưng mình một người mới, cấp bậc có thể tiếp xúc đến là cực nông. Thư tướng đầu tư ở trên người ta có chút sớm rồi, tối thiểu phải 5 năm hoặc là 10 năm, ta có lẽ mới có khả năng trợ giúp thượng quan thừa tướng." Ngụy Quân nói. Thượng quan Tinh Phong lắc đầu. "Cha ta lúc này đây không phải mưu lợi cho bản thân. Không lẽ thượng quan thừa tướng cũng có hội chứng Stockholm giống như ngươi?" Ngụy Quân phun tào. Một hoàng khố công tử Ngụy Trang có lẽ thật sự có chút tình cảm muốn làm thánh nhân nhưng mà một gian tướng bêu danh khắp thiên hạ cũng chơi một bộ này thì có chút vũ nhục chỉ số thông minh của người khác mà thượng quan thừa tướng cũng không có vũ nhục chỉ số thông minh của hắn ngụy huynh cha ta hy vọng ngươi tranh thủ một cơ hội cơ hội gì cơ hội viết sách soạn sử ngụy quân nhíu mày thản nhiên nói ta một người mới cho dù vào hàng lâm viện cũng không có khả năng trực tiếp phụ trách viết sách soạn sử thường quan thừa tướng sao lại tìm tới ta bởi vì rất nhanh hàng lâm viện sẽ viết sách soạn sử nhưng mà hàng lâm viện trước mắt hàng lâm học sĩ dưỡng ra hạo nhiên chính khí đều đã có ti chức ai có thể trở thành hàng lâm học sĩ dưỡng ra hạo nhiên chính khí kế tiếp người đó sẽ trở thành người phụ trách viết sách soạn sử mới ngụy quân nghe thì rõ ràng thế giới này không phải thế giới lịch sử thường quy là có lực lượng siêu phạm tồn tại hạo nhiên chính khí không chỉ là một từ để hình dung mà là lực lượng tồn tại chân thật nho gia từ rất sớm trước đó đã xuất hiện một thánh nhân là đại hán vạm vỡ thân cao hai thước không chỉ có giá trị vũ lực bản thân nghịch thiên dưới tay còn có ba ngàn đệ tử đã thủ có tiền có quyền có thế nói đánh phục khắp thiên hạ cũng định ra một ít quy củ kẻ tham sống sợ chết vĩnh viễn không thể dưỡng ra hạo nhiên chính khí mà sử sách ghi rõ chỉ cho phép nho sinh dưỡng ra hạo nhiên chính khí đến viết sách, để cam đoan sách sử công chính cùng chân thật. Cho nên ở thế giới này, muốn viết sách soạn sử, không phải đơn thuần xem quan chức lớn nhỏ, mà phải nhìn người chấp bút có dưỡng ra hạo nhiên chính khí hay không. Ta bây giờ còn chưa có dưỡng ra hạo nhiên chính khí. Ngụy quân lắc đầu nói. Thượng quan tinh phong mỉm cười. Ngụy huynh là tân khoa trạng nguyên, sau khi vào hàng lâm viện sẽ có tư cách vào thư sơn cùng học hải tu luyện là người có khả năng dưỡng ra hạo nhiên chính khí nhất trong thế hệ học sinh trẻ tuổi hơn nữa cha ta cũng sẽ giúp ngươi có cha ta giúp thêm phẩm tính cùng năng lực của ngụy huynh dưỡng ra hạo nhiên chính khí ta tin tưởng chỉ là vấn đề thời gian ngụy quân liếc mắt nhìn thượng quan tinh phong một cái dưỡng ra hạo nhiên chính khí ngụy quân sẽ coi như là một người tu hành thành ý của Thượng quan Thừa tướng cho là có chút quá đủ. Cho nên điều kiện khẳng định cực kỳ hà khắc, thậm chí còn rất nguy hiểm. Nhưng, trẫm là thích chuyện nguy hiểm. Hàng lâm viện đến cùng là sẽ viết sách gì soạn sử gì, mà để cho Thượng quan Thừa tướng để bụng như vậy. Nghe được Ngụy quân hỏi như vậy, Thượng quan Tinh Phong buông chén rượu xuống, y quan nghiêm túc, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhìn Ngụy quân, găng từng chữ. Chiến tranh vệ quốc, Ngụy Quân đầu tiên là ngẩn ra, sau liền phản ứng lại, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trách không được thượng quan Tinh Phong nghiêm túc như vậy, trách không được thượng quan Thừa tướng đưa ra tiền đặt cược lớn như vậy. Thì ra triều đình muốn viết sách soạn sử cho 10 năm chiến tranh vệ quốc kia. Chiến tranh vệ quốc, chiến hỏa tràn ngập nửa giang sơn đế quốc đại càng, đó là 10 năm phong vân kích động, cũng là 10 năm rất nhiều người không muốn nhớ tới. Trong 10 năm, đại càng gió nổi mây phun, có tướng quân bách chiến chết có anh hào rút kiếm khởi có đại địch từ tây đến có kiêu hùng loạn thế gian có thương sinh mười năm kiếp còn có tiên đế chết ở đêm trước khi thắng lợi chiến tranh cùng với tiền thái tử ở đâu không rõ hiện tại càng đế ngồi ở ngôi vị hoàng đế cũng không phải con tiên đế mà là đệ đệ tiên đế trừ bỏ tiền thái tử ở đâu không rõ ra dưới gối tiên đế còn có một nam một nữ vì cái gì mà tiên đế chiếu thư truyền ngôi cho đệ đệ, mà không phải con của mình. Những năm gần đây, dân gian xôn xao rất nhiều cách nói. Mà nên viết sách soạn sử cho chiến tranh vệ quốc, nhất định vòng không qua đoạn khúc mắt này. Là cầm bút viết đúng sự thật, hay là viết theo ý ở trên. Ngụy quân nhìn về phía thượng quan tinh phong. Thượng quan thừa tướng là để ta viết theo ý ở trên. Không, gia phụ hy vọng Ngụy huynh có thể đứng vững trước áp lực khắp nơi, cầm bút viết đúng sự thật. Thượng quan Tinh Phong nghiêm mặt nói, trong ánh mắt hắn lộ ra kỳ vọng cùng ấy nấy. Bởi vì hắn biết, yêu cầu này của thượng quan thừa tướng ở trình độ rất lớn là bảo Ngụy Quân đi chịu chết. Nếu Ngụy huynh không muốn, coi như ta hôm nay chưa nói qua lời nói này. Thượng quan Tinh Phong lời còn chưa dứt, đã nghe được ba chữ: "Ta nguyện ý." Ngụy Quân cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vô luận là phán đoán từ tình báo cơ bản, hay là xem từ ý tứ che giấu mà Thượng quan Thừa tướng lộ ra, tin tức sau lưng chiến tranh vệ quốc đều tuyệt không đơn giản. Phàm là cầm bút viết đúng sự thật, khẳng định chính là muốn chết. Vậy thì quá tốt rồi. Cảm tạ Thượng quan Thừa tướng. Ngụy quân cảm thấy sung sướng phát ra từ trong lòng. Mà thượng quan tinh phong từ trong lòng cảm nhận được linh hồn cao thượng của Ngụy quân. Hắn âm thầm hạ quyết định quyết tâm, ngay cả đánh bạc tính mạng, nhất định cũng phải bảo hộ an toàn Ngụy Huynh. Ngụy Quân, đường cột của Đại Càng. Ngụy Huynh, Đại Ân không lời nào cảm tạ hết, ngày sau ngươi có gì sai phái, chỉ cần một câu, ta nhất định đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Thượng quan Tinh Phong nghiêm mặt nói. Hắn đã hoàn toàn bái phục đối với Ngụy Quân. Ngươi có thể làm trạng nguyên, khẳng định có thể rõ ràng viết sách soạn sử cho chiến tranh vệ quốc là chuyện nguy hiểm cỡ nào nhưng ngụy quân đã đáp ứng không chút do dự không có tâm quân tử không để ý đến sinh tử sẵn sàng hy sinh vì nghĩa tất nhiên không làm được điểm ấy cho nên người như thế đáng để hắn tôn kính đưa tay không đánh được người tươi cười nếu thượng quan tinh phong cùng cha của hắn đều muốn đẩy mình vào hố lửa ngụy quân tâm tình cũng trở nên vui vẻ hẳn lên thái độ đối với thượng quan tinh phong tốt hơn rất nhiều chỉ cần ngươi muốn ta chết ngươi là bạn tốt của ta thượng quan công tử khách khí rồi, ta là nho sinh, viết sách soạn sử, cầm bút viết đúng sự thật, thuộc về bổn phận, không đáng nhắc đến. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9 Lão tướng quân trên sân khấu kịch Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Từ sau khi bệ hạ đăng cơ, loại nho sinh có giác ngộ như thế đã rất ít. Ngụy huynh, ta kính ngươi một ly. Thượng quan tinh phong nghiêm mặt nói, ngụy quân cùng một ly cùng thượng quan tinh phong sau đó dò hỏi thượng quan công tử theo ý kiến của ngươi sau lưng chiến tranh vệ quốc đến cùng có tin tức hay không ta cho rằng khẳng định có nhưng ta nói không tính có thể đặt định nghĩa cho mười năm nọ còn phải xem đại nho sử bút ngụy huynh con đường này ngươi sẽ rất khó đi anh hùng luôn không thể chết già phản đồ thường thường thân ở địa vị cao thực tế là như thế ngụy huynh trân trọng Thượng quan tinh phong nhắc nhở. Ngụy quân cảm giác ánh mắt thượng quan tinh phong nhìn mình giờ phút này giống như là đang nhìn một người chết vậy. Nói lại, hắn là thích loại ánh mắt này. Sự sách sáng tỏ, sự bút như đau. Nếu thật là ta phụ trách tu soạn chiến tranh vệ quốc, định sẽ không để cho anh Linh dưới cửu tuyền thất vọng. Ngụy quân thời điểm nói những lời này, trong lòng bỗng nhiên cảm giác nóng lên. Nhưng hắn vừa uống cạn một chén rượu, cho nên không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng là phản ứng bình thường sau khi uống rượu hai người tán gẫu hứng khởi mang chuyện đám người bên ngoài đang thể hiện chính nghĩa cho ngụy quân vứt khỏi đầu thường quan tinh phong nói không ít tin tức triều đình cho ngụy quân ngụy huynh ngươi rất nhanh sẽ chính thức bước vào quan trường hơn nữa là chức vị ở kinh thành tuy ngươi khởi bước rất cao nhưng mà kinh thành tàng long ngọa hổ có chút người là vạn vạn không thể đắc tội ngươi nhất định phải nhớ kỹ những người này Ngụy Quân nghe Thượng quan Tinh Phong nói như vậy, lập tức hứng thú. Cái này phải nhớ kỹ. Nhớ kỹ để sau này đều đắc tội hết những người không thể đắc tội, muốn chết sẽ càng dễ dàng hơn. Xin Thượng quan công tử chỉ giáo. Thượng quan Tinh Phong uống có chút nhiều, hơn nữa hắn thật sự xem Ngụy Quân là một chân quân tử thiết cốt bong bong, cho nên bắt đầu mới quen mà đã nói nhiều. Đầu tiên không thể đắc tội, đương nhiên là bệ hạ. Bệ hạ si mê tu tiên, hôm nay đã năm năm không vào triều ai dám thượng thư giáng ngôn bệ hạ kết cục đều sẽ thực thê thảm hiện ở trong triều đã không có ai như vậy nữa ngụy quân trừng mắt nhìn tốt lắm chờ ta chính thức làm quan đạo tấu chương thứ nhất là sẽ mắng lão hoàng đế một chút lên án mạnh mẽ hắn ngồi không ăn bám nếu không lôi ta ra chém lão tử khinh bỉ hắn cả đời thượng quan tinh phong tiếp tục nói người thứ hai không thể đắc tội chính là minh châu công chúa minh châu công chúa là hòn ngọc quý trên tay tiên đế được tiên đế sủng ái nhưng sau khi tiên đế băng hà địa vị của minh châu công chúa lại có thể không chịu ảnh hưởng quá lớn hơn nữa trong triều vẫn có một cổ mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động có người muốn để minh châu công chúa lấy thân con gái mà lập thành hoàng thái nữ ngụy quân có chút kinh ngạc đương kim càng đế là có con nối dòng con nối dòng của mình không lập lập con gái đại ca làm hoàng thái nữ. Lừa kẻ ngốc à. Ngụy quân nói thẳng. Ai mà tin tưởng. Phàm là người có chút đầu óc, ai sẽ cảm thấy hoàng đế là thánh nhân. Thượng quan tinh phong nghiêm mặt nói. Dân gian truyền thuyết bệ hạ đã ở trước khi tiên đế băng hà đã thề, bản thân sau trăm tuổi, nhất định sẽ mang đế vị đại càng truyền cho Minh Châu công chúa. Tin đồn vô căn cứ. Cha ta nói cho ta biết, chuyện này là thật, lúc ấy người ở đó, chính tai nghe được. Thượng quan Tinh Phong nói. Ngụy quân lặng lẽ một lát, sau đó thở dài. Xem ra Minh Châu công chúa chết chắc rồi. Thực hâm mộ. Ta nếu là con nối dòng của tiên đế thì tốt rồi, không cần làm cái gì hoàng đế cũng sẽ giết chết ta. Có khả năng sẽ chết rất nhanh. Ngụy quân càng nghĩ càng hâm mộ Minh Châu công chúa. Thượng quan Tinh Phong lắc lắc đầu. Ngụy huynh là người thông minh, vậy ngụy huynh cũng có thể rõ ràng bệ hạ vì triển lãm lòng và dạ bản thân sẽ ân sủng có thừa đối với minh châu công chúa đắc tội minh châu công chúa kết cục rất có khả năng sẽ càng thảm hơn so với đắc tội bệ hạ ngụy quân tỏ vẻ rõ ràng chuyện này rất dễ lý giải phàm là minh châu công chúa chết đi chậu phân nhất định đổ ở trên đầu hoàng đế vô luận có phải hắn giết hay không thế nhân đều sẽ cho rằng là hắn giết trừ khi hoàng đế xác định muốn động thủ bằng không thật đúng là sẽ cung phụng minh châu công chúa rất tốt cái này gọi là biểu diễn thu hút phan đây mà kiếp trước ngụy quân là lăn lộn trong ngành giải trí loại chuyện này gặp quá nhiều rồi còn một điểm sau lưng minh châu công chúa không chỉ có bệ hạ bảo hộ sau lưng cô ta còn có rất nhiều người tu hành nữ ủng hộ nếu minh châu công chúa không phải là nữ bệ hạ cũng không cần phải khó xử giống như giờ ngụy huynh hiểu chứ ngụy quân hiểu rõ lợi tức của giới tính đây mà bình thường minh châu công chúa cũng đang ở thời điểm tốt quả thật vậy thượng quan tinh phong đồng ý nam tôn nữ ti một chồng một vợ đa thiếp chế là quy củ lịch sử xã hội phong kiến truyền thừa xuống nhưng mà thế giới này là có lực lượng siêu phàm tu tiên xem là tư chất nghị lực khí vận mà không phải giới tính công pháp tu tiên nam có thể tu nữ cũng có thể tu mà làm một người tu hành nữ lực lượng cá nhân có thể một người phá quân, sau khi ở giữa thiên quân vạn mã lấy thủ cấp tướng địch, cô ta còn có thể lại tuân thủ quy củ nam tôn nữ ti sao? Đương nhiên sẽ không. Quy củ, cho tới giờ đều là quyết định từ lực lượng. Ngươi không có lực lượng, thì không sẽ có ai giữ quy củ của ngươi. Người tu hành nữ này nắm giữ lực lượng, trong đó lại có một số phụ nữ cân quát không nhượng tu mi hoặc là khai tông lập phái, hoặc là hành hiệp trượng nghĩa, cung cấp trợ giúp cùng che chở cho các cô gái chịu khổ trong thiên hạ có họ ở phía trước hấp dẫn phụ nữ không cam lòng bị áp bách khắp thiên hạ tâm đều hướng tới tích lũy tháng ngày hiện nay đế quốc đại càng tập tục cổ nam tôn nữ ti cơ bản đã bị đánh vỡ quyết định địa vị không phải giới tính mà là lực lượng trong tu chân giới số lượng người tu hành nữ đã tiếp cận một nửa trong triều đình bảo thủ số lượng nữ quan cũng đã chiếm cứ một phần ba ở trong trận chiến tranh vệ quốc tàn khốc kia, cũng không hề ít nữ tòng quân, trạm tướng đoạt cờ, quân công hiển hách, thiên hạ kính ngưỡng. Cho đến ngày nay, thế giới này chỉnh thể mà nói vẫn là lực lượng nam quyền chiếm ưu thế, nhưng tiếng hô nữ tính đã không thể coi thường. Mâu thuẫn giới tính, trước mắt đúng là một trong những mâu thuẫn chủ yếu của thế giới này. Nữ muốn tranh thủ địa vị cao, nam không muốn để cho nữ đè ở trên đầu mình, cũng không nguyện hủy các quy củ bỏ như chế độ nạp thiếp hai bên tranh đấu không ngớt, đều tự sinh ra không ít quần thể cực đoan hóa. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Hố cha Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mà một trong tiếng hô lớn nhất trong quần thể nữ tính đó chính là để cho thế gian này sinh ra một vị nữ hoàng. Thế giới này còn chưa có xuất hiện nữ hoàng. Cái này đối với rất nhiều phụ nữ mà nói là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho nên Minh Châu công chúa không cần làm cái gì cả, bởi vì nguyên nhân giới tính đã tự động thu được hơn phân nửa người tu hành nữ trong thiên hạ ủng hộ, thực lực hơn xa hoàng tử khác. Cho dù là càng đế, cũng không thể bỏ qua cổ lực lượng này. Cho nên, Minh Châu công chúa không thể chọc vào. Ngụy quân sau khi tiêu hóa này tin tức, nhất thời thần thanh khí sản. Tốt lắm, mình là thích loại phụ nữ có thực lực một lời không hợp có thể giết chết mình như thế này trước ghi vào trong sổ nếu mắng hoàng đế một chút hoàng đế không giết chết ta thì sẽ thay đổi đầu thương đi tìm minh châu công chúa loại cực phẩm giống thượng quan tinh phong một là đủ rồi không có khả năng đều có bệnh lần này ổn đây tuyệt đối không có khả năng lật xe thượng quan tinh phong còn đang tiếp tục phổ cập khoa học ngụy huynh ở trong kinh thành trừ bỏ bệ hạ cùng minh châu công chúa ra còn có một cổ thế lực là vạn vạn không thể trêu chọc người tu hành ngụy quân làm tân khoa trạng nguyên mặc dù có chút bí ẩn hiểu biết không nhiều bằng con thừa tướng nhưng mà tình huống bên ngoài hắn vẫn có hiểu biết thượng quan tinh phong gật gật đầu đúng người tu hành nhất là người tu hành danh môn chính phái đương kim bệ hạ muốn trường sinh bất lão cho nên rất nhiều chỗ đều phải dựa vào người tu hành trợ giúp là địch với bọn họ chính là địch với bệ hạ lại thêm thực lực của bản thân người tu hành hiện nay cho dù là đệ tử hoàng thất, cũng là không dám dễ dàng đắc tội đệ tử môn phái lớn. Cứ như thế, quốc gia cách sụp đổ không xa. Ngụy quân bình phẩm. Lời này đương nhiên không nên nói. Nhưng mà ngụy quân một người muốn chết, căn bản không cần phải cố kỵ. Nếu thượng quan tinh phong trở tay bắt hắn cử báo thì càng tốt. Đáng tiếc, thượng quan tinh phong không chỉ là có bệnh cuồng ngược đại ẩn, mà còn là một tên thích nói xấu siêu cấp lớn ẩn dấu đối với loại ngôn luận đại nghịch bất đạo này của ngụy quân hắn chẳng những không có ý tứ cử báo ngược lại rất đồng ý ngụy huynh tuệ nhãn mà đại càng ta hiện tại nhìn như cường đại thực ra đã muốn bắp bên đế quốc lớn như vậy bất cứ lúc nào cũng có khả năng âm ầm sụp đổ cho nên những người có chí như ta phải nâng đỡ lại xu thế giúp đỡ thiên hạ cứu quốc cứu dân Thượng quan Tinh Phong nghiêm mặt nói. Hắn hôm nay diễn một màn này, cũng không phải vì ngụy quân, mà là vì cứu quốc. Đối với loại tiết tháo cao thượng của Thượng quan Tinh Phong, ngụy quân trong lòng thật sự là rất khó cảm động lây. Ngụy quân trong lòng nói ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cứu quốc tốt nhất. Nếu trước đó ngươi rõ ràng lưu loát một đau giết ta, hiện tại quốc gia này nói không chừng đã được cứu trợ. Lựa chọn thường thường càng quan trọng hơn so với cố gắng, đáng tiếc, ngươi chọn sai rồi. Ngụy Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thượng Quan Tinh Phong hiểu lầm ý tứ của Ngụy Quân, nghĩ Ngụy Quân cho rằng đại càng đã là thói quen khó đổi, cho nên mới lắc đầu, vội vàng cổ vũ. Ngụy Huynh, không cần ủ rũ như thế. Hiện tại đại càng quả thật có rất nhiều vấn đề, nhưng đại càng vẫn còn rất nhiều người có chí cùng chung chí hướng với chúng ta. Ta tin tưởng ở dưới chúng ta cùng cố gắng, đế quốc nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn nghe ý tứ trong lời nói của thượng quan công tử thượng quan thừa tướng tự như cũng không trung tâm đối với bệ hạ ngụy quân thuận miệng hỏi thật ra hắn đối với cái này cũng không cảm thấy quá hứng thú nhưng thượng quan tinh phong nói cũng đã nói đến mức này hắn không hỏi một chút cũng không thích hợp đối với vấn đề này của ngụy quân thượng quan tinh phong trả lời ý tưởng chân chính trong lòng cha ta ta cũng không thể hiểu hết nhưng ta tin tưởng gia phụ làm thừa tướng đại càng khẳng định cũng muốn làm cho đại càng ở dưới ông ấy cai trị quốc phú dân cường ông ấy cũng có thể có một mỹ danh hiền tướng lưu danh sự sách dừng một chút thượng quan tinh phong tiếp tục nói ngụy huynh ngươi yên tâm mặc kệ cha ta nghĩ như thế nào chỉ cần một ngày ta ở đây ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi ta biết những chuyện gia phụ kính nhờ ngươi làm tràn ngập nguy hiểm thậm chí bất cứ lúc nào cũng có khả năng làm cho ngươi đầu người rơi xuống đất nhưng ta sẽ tận khả năng có thể để bảo vệ an toàn của ngươi, ta lấy nhân cách của ta ra thề. Ngụy Quân muốn đánh ngươi. Thằng nhãi này cũng quá ác độc. Lại còn muốn bảo hộ an toàn của ta. Thật không phải con người mà. Thượng Quan công tử, ngươi nhớ kỹ, sau khi ra cánh cửa này, ta và ngươi không có quan hệ nào cả. Chúng ta chỉ có cừu hận, không có giao tình. Ngụy Quân nói thật không khách khí. Ai dám bảo hộ an toàn của Trẩm, kẻ đó chính là cựu nhân của Trẩm. Hắn cảm thấy mỗi người hẳn đều có thể nghe hiểu được tiếng người. Nhưng hắn vẫn xem thường thượng quan tinh phong. Thấy ngụy quân cự người ở ngoài ngàn dặm như thế, thượng quan tinh phong không chỉ không có tức giận, ngược lại thái độ càng nhiệt tình. Ngụy huynh quả nhiên là ngụy huynh, suy xét vấn đề chính là toàn diện hơn so với ta, không hổ là tân khoa trạng nguyên. Ta đã hiểu, ngụy huynh nói rất đúng chúng ta ở bên ngoài quả thật phải biểu hiện giống như cừu nhân vậy, miễn làm cho người ta nghi ngờ. Đồng thời cũng che mắt những kẻ địch tiềm tại của Ngụy Huynh, chuyện Ngụy Huynh phải làm, tương lai tất nhiên sẽ đắc tội rất nhiều người. Ta ẩn ở chỗ tối, lấy thân phận cừu nhân Ngụy Huynh làm việc, những người đó sẽ không đề phòng ta, cũng trợ giúp cho ta cung cấp càng nhiều giúp đỡ cho Ngụy Huynh. Thượng quan tinh phong vẻ mặt bái phục. Ngụy quân. Lão tử không có ý tứ này người đó năng lực não bổ cũng quá mạnh đi. Sự thật chứng minh, Thượng quan Tinh Phong không chỉ có năng lực não bổ mạnh, suy năng lực một tra ba cũng rất mạnh. Ngụy Huynh ngươi nhắc nhở ta, năng lực của ta có hạn, ngươi cùng ta là địch, trợ giúp đối với thanh danh của ngươi vẫn còn quá nhỏ. Ở trước mặt người ngoài, ngươi phải biểu hiện không đội trời chung với cha ta, tốt nhất thượng thư hung hăng thoá mà cha ta một phen. Như vậy ngươi giảm cha ta thượng vị, tốc độ mới nhanh hơn, cũng có thể làm cho thanh danh của ngươi càng lên cao. Nhìn bộ dáng hưng phấn mặt mày vui vẻ của Thượng quan Tinh Phong, Ngụy Quân yên lặng uống một chén rượu, sau đó hỏi: "Ngươi có phải là kiểu lão vương cách vách hay không?" Lão vương cách vách là câu thành ngữ Trung Quốc, ám chỉ về đối tượng ngoại tình của vợ, hoặc đối tượng để trút giận. Tại Áp nghe trọn bộ ở phần mô tả,